Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 3 Tây tháng 7 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có tin phân tích thời sự Hoa Kỳ và nhặt lá Bồ Đề. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin phân tích thời sự với Đinh Hùng Cường. Chương trình do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự ngày hôm nay về vấn đề tình hình an ninh của Hoa Kỳ tại các nước Nam Á. Vấn đề mà người ta gọi là vấn đề tình báo, có những cái việc nó xảy ra không may là khi mà có cái nguồn tin đó là Nga tài trợ cho một số tiền, nó gọi là cho những mướn những cái người để mà giết những cái người mà lính của Hoa Kỳ đang ở tại Afghanistan. Thì sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi để tìm hiểu coi những cái sự việc như thế nào và người Nga và người Taliban đã làm những cái gì để mà có một cái báo cáo nó gọi là Bounty Report. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào ông Đinh Hùng Cường. Dạ, xin kính chào anh Võ Thành Nhân. Đây cũng là một cái đề tài nóng bỏng mà tôi nghĩ là nó cũng liên quan tới cái vấn đề đang tranh cử giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thưa anh Võ Thành Nhân. Ông có thể cho biết cái tình hình nó như thế nào và những cái lời qua tiếng lại hoặc là những cái bản báo cáo không có đến được Tổng thống Donald Trump hay là vấn đề intelligence của Hoa Kỳ có liên quan tới cái cuộc chiến tranh mà người ta nói rằng là Nga trong đó đóng một vai trò là họ mướn những cái người để mà tìm cách giết những cái người lính của Hoa Kỳ ở tại vùng Nam Á, vậy thưa ông? Dạ, thưa anh Võ Thành Nhân và thưa quý vị, trước khi đi vào câu chuyện có lẽ mình cũng phải nói sơ qua là cái Bounty Report nó như thế nào. Là đầu tiên là cái câu chuyện bí mật là Nga Xô đề nghị là trao giải thưởng cho quân du kích Taliban nếu họ giết được lính Mỹ hay là người Mỹ. Thì chuyện này nó xảy ra mà báo chí cho biết là White House đã biết từ năm 2019. Nhưng mà gần đây nhất đó, khi một cái toán siêu của Mỹ đánh vào một cái trạm của tụi Taliban đó, thì Mỹ kiếm được $500,000 và trong đó người ta nghi ngờ rằng cái tiền này của Nga Xô đã cũng như là bí mật gọi là treo giải thưởng cho những người Taliban nếu giết được lính Mỹ và người Mỹ. Thì cái tin nó nổ ra đó thì báo chí họ làm rất là to chuyện, thưa anh Võ Thành Nhân và quý vị, tờ New York Times và tờ Washington Post mấy ngày nay liên tiếp họ đăng những cái tin, họ nói rằng thì là tòa bạch ốc đã biết cái chuyện này và đã làm lơ đi, như vậy thì cái chuyện này như thế nào, rồi thì là cái người Nga đã đặt cái vấn đề là đặt cái giải thưởng để giết những người Mỹ ở bên Taliban mà không có một cái phản ứng hành động nào, và họ cáo buộc rằng thì là vì những cái chuyện tòa bạch ốc làm lơ chuyện này đã để cho 3 người lính Mỹ bị chết ở bên Taliban trong một cái vụ lật xe năm ngoái, đó là cái giải thưởng mà người Nga cố gắng mà đem ra để mà chiêu dụ những người Taliban giết người Mỹ để lấy cái số tiền đó. Là cái câu chuyện mà nó bắt đầu là như vậy, và họ tiếp tục để mà buộc tội ông Tổng thống Trump và White House là đã không làm gì cho cái report mà người Nga đã cố tình đặt vấn đề để mà sát hại lính Mỹ ở Afghanistan, gây Võ Thành Nhân. Và cái phản ứng của Quốc hội Hoa Kỳ như thế nào vậy thưa ông? Thưa anh Võ Thành Nhân, cái vấn đề trên Quốc hội Hoa Kỳ thì nó có hai cái phản ứng. Cái phản ứng của Đảng Cộng Hòa đó thì họ nói rằng đây là một cái chuyện rất là tệ hại cho người Nga, và chúng ta cần phải đặt cái vấn đề gọi là trừng trị người Nga bằng cách là đặt họ vào trong một cái danh sách là những người tài trợ cho quân khủng bố. Và Thượng viện đã đưa những cái vấn đề này và đòi tòa bạch ốc phải làm những cái chuyện đó. Trong khi đó thì Hạ viện lại hành xử một cách khác. Họ nói rằng đây là một cái chuyện mà chính quyền hành pháp của ông Tổng thống tỏ như là bất lực, không làm gì cả cái chuyện này. Bà Pelosi nói rằng dù cái chuyện này đúng hay sai không cần biết, chúng tôi cần cái báo cáo. Trong khi đó thì ở Thượng viện một ông Schumer ông nói rằng thì là trong cái báo cáo này đó, cái Bounty Report này đó, ông Trump ông làm cách nào ông cũng là người thất bại. Nếu ông bảo là ông không biết chuyện này đó thì ông ngồi ở trong hành pháp để làm cái gì mà trong nhiều cái chuyện to này ông không biết. Mà nếu bảo ông biết chuyện này đó, ông biết chuyện này mà ông không hành xử cái gì để mà bảo vệ quyền lợi người Mỹ thì ông lại là quả một cái chính quyền quá tệ. Thì chúng ta thấy rằng giữa cái phản ứng của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa nó khác nhau về cái báo cáo này, thưa anh Võ Thành Nhân.
Và khi mà cái ông Bolton là người đã từng có chịu trách nhiệm về vấn đề cố vấn với lại Tổng thống Donald Trump thì ông cho biết cái vấn đề này nó như thế nào vậy thưa ông? À, thưa anh Võ Thành Nhân và quý vị, đây cũng là một cái điều hơi lạ, bởi vì ông Bolton ông ấy ra một quyển sách, ông ấy chống đối và ông ấy hạ ông Tổng thống Trump xuống đất đen. Nhưng mà trong cái chuyện này đầu tiên thì ông ấy từ chối trả lời báo Washington Post và phỏng vấn ông ấy, ông không có trả lời. Nhưng mà sau đó thì ông tweet, ông ấy nói rằng là tất cả những cái việc mà ông Tổng thống ông không nhất thiết ông phải biết hết tất cả mọi chuyện. Ông phải hiểu rằng là ông Tổng thống chúng ta đi hội họp chúng ta không thể đổ lên đầu ông Tổng thống tất cả những vấn đề, tất cả những cái phần hành phải có cái bổn phận là đúc kết và tạo ra một cái report chiến lược và trình bày sơ cho ông thôi. Và cái chuyện này đó thì ông Bolton ông nói rằng thì là cái chuyện này vì lúc đó nhận tin tức đó và ông ấy ta nói rằng thì là người ta đã nói với ông ấy là ông đã báo cáo cho đồng viện là ông đã chỉnh ông Trump cái này, nhưng ông Bolton ông không từ chối, không trả lời cái vấn đề đó. Và đặc biệt trong cái báo cáo mà nói qua nói lại giữa tờ Washington Post mấy ngày hôm nay đó thì ông Bolton là ông lại bênh ông Tổng thống Trump và ông ấy nói rằng thì là tất cả cái vấn đề mà xảy ra như vậy đó thì là tòa Bạch Ốc chưa có cái quyết định, mà ông hoàn toàn ông không có đặt cái vấn đề là ông đã nói hay là ông không nói, đó là cái vấn đề của ông Bolton, tức là ông đã bênh ông Trump mà thưa anh Võ Thành Nhân. Và những cái phản ứng của báo chí cũng giống như là những phản ứng của Tổng thống Donald Trump thì ông có những cái ghi nhận như thế nào vậy thưa ông? Thì ngày hôm nay đó thì tờ báo New York Times cũng như tờ báo Post và ông Trump ông nói rằng đây là một cái sự mà fake news, một cái hình thức mà đưa ra để mà cũng như là làm hại cái danh dự cái chính quyền của tổng thống Trump. Và ngay cả bà mà giám đốc CIA bà cũng đã yêu cầu điều tra cái vụ này ai đã tiết lộ ra, vì đây là một cái cơ mật quốc phòng. Bởi vì về báo chí đó thì họ buộc tội ông Trump rằng thì là ông đã nhân nhượng cho người Nga, vì năm 2014 khi người Nga chiếm Crimea đã bị đuổi ra khỏi cái hội nghị G8. Và cuối năm nay 2020 này đó thì Tổng thống Trump sẽ tổ chức cái đại hội G7 tại Washington này. Và ông cũng muốn có cơ hội để mời ông Putin trở lại để là làm vấn đề phát triển kinh tế. Thì họ báo cáo buộc rằng có thể vì những cái quyền lợi đó mà ông Trump đã favor cho người Nga và bỏ qua cái báo cáo này. Trong khi đó thì ông Trump ông nói rằng thì là ông cho rằng tất cả mọi cái chuyện này mục đích đưa ra chỉ để làm sao để hạ uy tín của ông ấy trong cái mùa bầu cử này. Thưa anh Võ Thành Nhân, ngoài ra tôi cũng muốn xin có thêm một cái ý kiến như thế này, là khi mà quân đội Mỹ tham chiến ở bên bên Afghanistan đó thì đương nhiên là Taliban là cái kẻ thù mà để đánh trả. Thì cho dù người Nga có treo giải thưởng hay người Nga không treo giải thưởng, quân Taliban nó gặp người Mỹ nó cũng bắt, nó cũng giết và nó cũng làm mọi chuyện vì là kẻ thù. Thành ra cái chuyện mà treo giải hay không treo giải, tôi nghĩ ở đây á, báo chí tại sao lại làm to chuyện một cái chuyện mà gọi là cái điều hành giữa nội bộ về tin tức tình báo và những cái người đã có cái ý gọi là chống cái và leak những cái tin này ra, thứ nhất là để làm hại uy tín của ông Tổng thống trong cái lúc bầu cử này, và thứ hai nó gây cái xáo trộn. Và bây giờ đó, báo chí họ tìm mọi cách để mà họ đánh ông Trump, họ đánh bao nhiêu chuyện, từ cái chuyện virus, từ cái chuyện này chuyện kia, bây giờ lại sang cái chuyện chính quyền yếu kém, tin tình báo mà không làm gì cả, thưa anh Võ Thành Nhân. Xin được cảm ơn cho cái thời gian của ông Đinh Hùng Cường và cái bản tin rất là quan trọng ngày hôm nay. Xin được kính chào ông và hẹn gặp lại ông vào chương trình kỳ tới. Dạ, xin cảm ơn anh Võ Thành Nhân, và chúng tôi rất tiếc là không có lên live được vì cái vấn đề trục trặc, hy vọng là lần tới chúng tôi sẽ trực tiếp nói chuyện trên màn hình với anh Võ Thành Nhân và quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và ông Đinh Hùng Cường nhận định và phân tích thời sự Hoa Kỳ đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị.